Kính chào quý vị khán giả của STV. Thưa quý vị, hướng tới sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ Sơn La, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16 tới đây. Trong chương trình sáng nay, chúng tôi sẽ dành nhiều thời lượng phản ánh, trao đổi về hoạt động nổi bật của phụ nữ thời gian qua. Trước hết như thường lệ là phần tin tức. Đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng là một trong những nội dung quan trọng được nêu trong nghị quyết số 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 vừa được Chính phủ ban hành. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất luồng xanh vận tải đường bộ và đường thủy toàn quốc, liên tỉnh, liên vùng để vận chuyển hàng hóa an toàn, thông suốt trên nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục, nhanh chóng, thuận lợi, khai thác lợi thế của việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt trong chuỗi cung ứng sản phẩm, không quy định thêm các điều kiện, giấy phép cản trở lưu thông hàng hóa, đặc biệt đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân và vật tư nguyên liệu sản xuất, không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn quy định về giao nhận vận tải trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, tập trung tháo gỡ triệt để tình trạng ách tắc, đứt gãy chuỗi cung ứng vận chuyển hàng hóa do bất cập trong thực thi các quy định thủ tục về phòng chống dịch COVID-19, tuân thủ các quy định hướng dẫn của Trung ương, không tạo ra các loại giấy phép con, các điều kiện cản trở lưu thông hàng hóa, không để xảy ra tiêu cực, làm tăng chi phí của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là sự xuất hiện của Internet đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong sử dụng dữ liệu vào các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, kinh tế số đang trở thành đặc trưng và xu hướng phát triển quan trọng được nhiều quốc gia nghiên cứu, ứng dụng và phát triển. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số ở mức khá trong khu vực ASEAN. Trong thời gian qua, kinh tế số Việt Nam phát triển mạnh cả về nền tảng, hạ tầng lẫn thị trường kinh doanh. Internet đã trở thành một phần thiết yếu của các ngành thương mại dịch vụ như ngân hàng, giao thông, y tế. Ước tính mức độ đóng góp của Internet là khoảng 2-3% GDP của Việt Nam và dự báo sẽ tăng đến 40-50% GDP trong tương lai. Năm 2007, số người sử dụng Internet ở Việt Nam là 17,7 triệu người. Đến nay đã tăng lên gần 70 triệu người, chiếm hơn 70% dân số. Việt Nam hiện xếp thứ 13 trong top 20 quốc gia có số dân sử dụng mạng Internet đông nhất thế giới. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng xác định đến năm 2025, kinh tế số đạt tỷ trọng 20% GDP. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP. Các bộ ngành địa phương sẽ tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển các ngành, lĩnh vực, các doanh nghiệp trên nền tảng ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, chủ trương của Ban thường vụ tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp đã chỉ đạo tập trung thực hiện việc sáp nhập và đặt tên bản xóm tiểu khu tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm 815 bản, giảm 7.123 người hưởng phụ cấp và hỗ trợ ở bản tiểu khu tổ dân phố, giảm 4.100 lãnh đạo bản và các tổ chức thuộc bản tiểu khu tổ dân phố, từng bước nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể bản, tổ dân phố hoạt động đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của địa phương. Cùng với đó, hoạt động Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp xã có chuyển biến tích cực, hiệu quả, thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chức năng, nhiệm vụ, quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân được thể hiện rõ nét hơn. Các tổ chức trong hệ thống chính trị xã bản và vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được củng cố, tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Xác định việc củng cố, đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vùng dân tộc thiểu số phải luôn thống nhất với thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước. Nhiệm vụ xây dựng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở gắn chặt với thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số. Ban thường vụ tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, đặc biệt khó khăn, chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng giai đoạn 2015-2020. Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã kết nạp hơn 11.200 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Hiện 100% bản tiểu khu tổ dân phố có chi bộ.
Cấp ủy chính quyền các cấp đã phát huy tốt vai trò của người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, là nhân tố tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hệ thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng được củng cố và nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đồng bào đoàn kết, huy động các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Năm nay do nắng hạn kéo dài và tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các nhà máy, đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng, làm giảm nguồn thu, khiến việc thu quỹ bảo vệ và phát triển rừng gặp nhiều khó khăn. Đến hết tháng 8, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh mới thu được gần 120 tỷ đồng, trong tổng số hơn 236 tỷ đồng theo kế hoạch. Để bảo đảm tiến độ chi trả dịch vụ môi trường rừng, bảo đảm công khai, minh bạch, căn cứ vào nguồn thu, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã xây dựng, hoàn thiện đề cương dự toán, tập trung hoàn thành công tác xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Agribank và Viettel Pay Sơn La mở tài khoản và giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng cho 40.212 chủ rừng, với số tiền chi trả trên 177 tỷ đồng, đạt 99,4% kế hoạch. Hiện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đang tập trung rà soát, mở rộng nguồn thu và quản lý hiệu quả nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát bên cung ứng và bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng, tiếp tục ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng, bảo đảm chính sách chi trả được triển khai kịp thời, hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay, bây giờ sẽ là câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, thông qua hoạt động nhận ủy thác vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp hàng chục nghìn phụ nữ thoát nghèo, gia đình chính sách tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, tăng nguồn thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Sau đây là ghi nhận tại huyện Mai Sơn. Trước đây, cuộc sống của gia đình chị Hoàng Thanh Tình, bản Vượt Bon, xã Trình Mai, huyện Mai Sơn rất khó khăn do không có vốn phát triển kinh tế. Thông qua hội phụ nữ, chị được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để chăn nuôi bò nhốt chuồng và nuôi gà. Do chăm sóc tốt, cộng với sự cần cù, thu nhập tăng dần, đến nay đã đạt gần 50 triệu đồng. Kinh tế gia đình ổn định. Khỏi cỡ o hơn lại xí pí lâu, các ba khỏi cỡ nhắc vẫn hoàn cảnh. Gia đình tôi mới ra ở riêng được 4 năm, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Từ năm 2019, sau khi tham gia hội viên phụ nữ, được tổ tiết kiệm vay vốn giới thiệu, vay vốn Ngân hàng Chính sách được 50 triệu. Sau khi được vay vốn, gia đình tôi đã đầu tư và mua 3 con bò để nuôi. Trong thời gian tới, gia đình tôi mong muốn tiếp tục được vay vốn Ngân hàng Chính sách để đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Còn đối với gia đình chị Lò Thị Thuận, bản Hủy Khoang, xã Trường Ban, vốn là một trong những hộ nghèo của xã. Chị sống cùng 2 con nhỏ trong căn nhà rộng hơn 50 m². Thu nhập của ba mẹ con chỉ trông vào việc trồng hoa màu trên nương. Thông qua hội phụ nữ xã, đầu năm 2018 chị được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư vào nuôi bò nhốt chuồng. Qua một thời gian chăm sóc, đến nay đàn bò sinh sản tốt. Do là mẹ đơn thân, nuôi 2 con nhỏ, trong đó một đứa còn bị tật nguyền, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 30 triệu đồng để phát triển sản xuất. Sau khi được vay vốn, tôi đã sử dụng vốn hiệu quả, đầu tư và mua bò, trồng cỏ để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, dư nợ ủy thác vay vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mai Sơn qua hội phụ nữ các cấp đạt trên 152 tỷ đồng với gần 4.336 hộ vay. Để công tác quản lý vốn vay hiệu quả, các cấp hội thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Qua đánh giá, các hộ đều phát huy hiệu quả nguồn vốn vay trong phát triển kinh tế như trồng rừng, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Thông qua các tổ chức chính trị xã hội huyện và các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể cấp xã nhận ủy thác với ngân hàng và đặc biệt là 521 tổ tiết kiệm vay vốn thực hiện cái truyền tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt là các cái mô hình phát triển kinh tế. Có thể nói nhiều năm qua, hội phụ nữ các cấp đã làm tốt vai trò trách nhiệm của mình, thật sự là cầu nối tín dụng thiết thực cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương chính sách đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và các chính sách tín dụng có ưu đãi của chính phủ, những quy định thủ tục cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và phối hợp tổ chức kiện toàn tổ tiết kiệm vay vốn theo đúng quy chế của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách ban hành. Lan tỏa những gương điển hình tiên tiến trong tổ chức thực hiện ủy thác trong sử dụng vốn vay.
Việc sử dụng và quản lý tốt nguồn vốn vay của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn đã giúp hội viên nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cuộc sống ngày một cải thiện và từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần quan trọng vào chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Vâng, có thể nói hoạt động nhận ủy thác cho vay đối với hộ gia đình, hội viên phụ nữ đã và đang cho thấy hiệu quả tích cực, cần phát huy tốt hơn trong thời gian tới, góp phần nâng cao đời sống hội viên phụ nữ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Khép lại câu chuyện ngày mới, mời quý vị tiếp tục chương trình với trò chuyện cuối tuần. Thưa quý vị, trong 5 năm qua, phong trào phụ nữ tỉnh Sơn La đã có nhiều đóng góp tích cực, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã có 31 trên 32 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong thành quả chung đó là sự nỗ lực của mỗi cơ sở, mỗi cấp hội cũng như mỗi hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Trò chuyện cuối tuần này, chúng ta hãy cùng phóng viên STV gặp gỡ một cán bộ hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu cũng là đại biểu của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Sơn La sẽ tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đó là chị Hoàng Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trường Lề, để cùng lắng nghe những chia sẻ về hoạt động hội cũng như tâm tư, kỳ vọng gửi gắm tới đại hội lần này. Trước tiên xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Được biết chị là một đại biểu được tham dự Hội Phụ nữ toàn tỉnh lần này thì đây là một niềm vui cũng như là trách nhiệm. Vậy chị có những chia sẻ như thế nào về điều này ạ? Được vinh dự tham dự Đại hội Phụ nữ toàn tỉnh lần này thì bản thân tôi cũng rất là vinh dự và vui mừng phấn khởi khi được tham dự Đại hội Phụ nữ tỉnh. Song bên cạnh đó thì bản thân cũng nhận thức đây là cái trách nhiệm rất là nặng nề. Là đại biểu được dự Đại hội Phụ nữ tỉnh thì chúng ta sẽ tham dự đại hội một cách nghiêm túc, thực hiện tốt các cái nội quy, quy chế của đại hội đã đề ra và nghiêm túc tiếp thu các cái nội dung cũng như là nghị quyết của đại hội để về triển khai đến cái cơ sở cũng như là hội viên của mình. Được biết là chị đã tham gia lâu năm trong công tác hội. Vậy theo kinh nghiệm của chị, để công tác hội đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực thì cần có những cái điều kiện gì ạ? Thứ nhất là mình cũng phải nghiên cứu kỹ các cái văn bản mà hội các cấp triển khai đến và cũng như là văn bản của đảng ủy triển khai. Sau đó là mình sẽ xây dựng kế hoạch cũng như là các cái văn bản chỉ đạo đến cán bộ hội viên của mình, nó phải sát với thực tế và phù hợp với điều kiện của từng chi hội và chị em có thể thực hiện được. Thứ nhất là cái bản thân của mình là người đứng đầu tổ chức hội thì mình phải thực hiện nghiêm túc và rồi đi đầu trong các cái nhiệm vụ mà mình đã đề ra, và hai nữa là mình phải nắm bám cơ sở chi hội. Đấy, phải thường xuyên tham gia dự sinh hoạt của chị em, cũng phải ghi nhận các cái việc làm, các cái kết quả mà chị em đã đạt được đúng và kịp thời, và khen thưởng thì cũng phải khen thưởng đúng người, đúng việc thì công việc sẽ hoàn thành. Là một đại biểu được tham dự Đại hội Phụ nữ tỉnh Sơn La lần này thì chị có đặt niềm tin và kỳ vọng như thế nào vào đại hội ạ? Đại hội Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ này thì mặc dù là được tổ chức đại hội theo cách thức khác so với cái tổ chức đại hội thường lệ trước đây do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhưng bản thân cũng rất kỳ vọng ở lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ này thành công tốt đẹp, và đại hội sẽ đưa ra những cái nội dung, phong trào, cuộc vận động và nhiệm vụ công tác của hội phù hợp với xu thế đang phát triển của đất nước cũng như là phù hợp với cái tình hình của tỉnh Sơn La, và có những cách thức triển khai sáng tạo, linh hoạt để thực hiện được cái mục tiêu nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ đạt kết quả. Một lần nữa xin cảm ơn chị về cuộc trao đổi lần này. Vâng, mong rằng những kết quả tích cực trong phong trào phụ nữ thời gian qua sẽ tiếp tục được phát huy tốt hơn nữa, và phụ nữ Sơn La sẽ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Tới đây chúng tôi xin khép lại chương trình Chào Ngày Mới sáng nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.